Khi nhắc đến trận derby nước Anh, chắc chắn cái tên đầu tiên người ta nghĩ đến đó là màn thư hùng giữa Manchester United và Liverpool, hai thế lực thật sự của bóng đá Anh quốc ở quá khứ cũng như thời điểm hiện đại. Ở mùa giải này, trận thư hùng này ngày càng nóng hơn khi ở thời điểm hiện tại của mùa giải, The Cop và Man United đang chia sẻ hai vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng. Vì vậy, trận đấu diễn ra vào tối mai có thể được xem là trận đấu bản lề cho tham vọng đua vô địch của cả Man United lẫn Liverpool. Hai đội bóng đều đang cho thấy được sự vươn lên trong khoảng thời gian gần đây, đặc biệt là Manchester United. Đội bóng đang ngày càng cho thấy những tín hiệu khả quan sau một khoảng thời gian dài lận đận thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson. Vậy, chúng ta có thể trông chờ gì ở trận derby rực lửa giữa hai sắc đỏ của miền Bắc nước Anh này? Ai sẽ là những nhân tố chủ chốt trong trận đấu? Đội bóng nào sẽ có nhiều lợi thế hơn? Tất cả sẽ có câu trả lời ngay sau đây, được tổng hợp từ những tờ báo uy tín trên khắp nước Anh. Thông tin về đội hình. Theo trang chủ của Manchester United, Victor Lindelof có thể sẽ không ra sân ở trận đấu này sau khi gặp phải chấn thương lưng. Chấn thương khiến Lindelof không thể ra sân trong trận FA Cup gặp Watford và gần đây nhất là trận thắng 1-0 trước Burnley. Cũng theo trang chủ của Man United, Paul Pogba và Luke Shaw có thể có suất đá chính ở trận này. Tuy nhiên, những thông tin chi tiết hơn về đội hình sẽ được Ole Gunnar Solskjaer đưa ra trong buổi họp báo trước trận. Về phía Liverpool, Virgil van Dijk sẽ phải ngồi ngoài vì chấn thương dai dẳng. Joe Gomez cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Vì vậy, Fabinho và Jordan Henderson có thể được sử dụng ở vị trí trung vệ trong đội hình của Klopp, nhất là khi Joe Matip không có thể vào sân trận này. Thêm vào đó, tiền đạo người Bologna Diogo Jota sẽ không thể ra sân ở trận đấu diễn ra vào Chủ nhật vì chấn thương đầu gối. Trong khi đó, Thiago Alcantara được trông chờ sẽ vào sân sau một khoảng thời gian ngồi ngoài vì chấn thương. Thông tin về phong độ. Phong độ của Manchester United gần đây đã được cải thiện đáng kể. Điều đó có thể thấy rõ khi nhìn vào bảng xếp hạng Premier League lúc này. Theo thống kê, United đã giành được 9 chiến thắng trong 11 trận ở Premier League gần nhất và hòa 2 trận, tức họ đã bất bại trong cả 11 trận đã qua. Nếu chỉ tính kết quả trên sân khách, tập thể của Solskjaer đã giành được tổng cộng 7 chiến thắng trong 8 trận làm khách ở Premier League mùa này, nhiều nhất trong số các đội bóng tại giải Ngoại hạng Anh. Theo trang chủ của Man United, trận hòa duy nhất của họ là đến vào dịp Boxing Day, trận đấu mà họ hòa Leicester City với tỷ số 2 đều. Vì vậy, Man United có thể bước vào trận đấu gặp Liverpool với đầy đủ sự tự tin. Liverpool chắc chắn sẽ không thể để Man United rời khỏi Anfield với 3 điểm trong tay một cách dễ dàng. Tuy nhiên, thành tích ở những trận đấu gần đây của The Cop đang không ủng hộ đội bóng của họ. Cụ thể, đội bóng của Jurgen Klopp mới giành được 4 trận thắng sau 10 trận ở Premier League, thậm chí không giành được chiến thắng trong 3 trận gần nhất. Trong trận đấu gần đây gặp Southampton, Liverpool đã để thua với tỷ số 0-1 nhờ bàn thắng đến từ cái chân của người cũ Sir Anfield, Danny Ings. Rõ ràng, trong trận derby nước Anh, The Cop là đội bóng gặp nhiều bất lợi hơn so với Man United. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Man United có thể dễ dàng đánh bại The Cop, một đội bóng nổi tiếng và lò đá đầy kiên cường cùng với một tập thể gồm những cầu thủ có thể được coi là xuất sắc nhất trong vòng 5 năm trở lại đây của sân Anfield. Thành tích đối đầu. Khi nhìn vào lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng, chúng ta có thể thấy Man United đang có lợi thế hơn. Cụ thể, trong 232 lần đối đầu giữa cả hai kể từ năm 1894, Manchester United đã giành chiến thắng 88 lần. Trong khi đó, Liverpool có được 77 trận ca khúc khải hoàn, còn lại là 67 trận hòa. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, United luôn gặp khó khi đối đầu với Liverpool. Cụ thể, trong 10 trận gần nhất, cả hai đã hòa nhau 6 lần. Thêm vào đó, Liverpool có được lợi thế rất lớn ở Anfield trong thời gian gần đây. Cụ thể, The Cop đã giành được 2 chiến thắng trong 2 lần đối đầu gần đây trên sân nhà trước Man United. Còn 2 trận còn lại, họ hòa không đều. Chiến thắng gần đây nhất của Man United trước Liverpool đó là trận thắng diễn ra vào tháng 3 năm 2018. Trận đấu mà Marcus Rashford đã ghi 2 bàn để giúp United có được chiến thắng 2-1 ngay tại Old Trafford. Cái tên đáng theo dõi nhất, Mohamed Salah hiện tại đang là cây săn bàn hàng đầu của Premier League với 13 bàn thắng. Có thể nói, Salah chỉ là mối đe dọa hàng đầu của hàng tiền đạo Liverpool. Ở trận đấu mùa trước, tiền đạo người Ai Cập cũng đã ghi bàn thắng quyết định để ấn định chiến thắng 2-0 ở phút bù giờ ngay khi Man United dâng cao phản công. Ngoài ra, Salah còn có được sự hỗ trợ đắc lực từ hai người đồng đội ở hai bên cánh, Mane và Firmino. Nhận định của các cây bình luận đến từ Sky. Trước trận derby nước Anh, Trenton Sky đã đưa ra những nhận định của mình được thực hiện bởi hai cái viết nổi tiếng, Vinnie O'Connor và James Cooper. Vậy, hai cái viết này đã đưa ra những nhận định gì về trận thứ hùng này? Vinnie O'Connor: việc Joe Matip có vào sân hay không chính là thứ quyết định trận đấu.
Liverpool đã có được rất nhiều lợi thế sau khoảng thời gian nghỉ 9 ngày trước trận đấu. Jurgen Klopp đã cho biết trận đấu gặp Aston Villa ở FA Cup rằng đội bóng của ông sẽ chỉ được nghỉ vài ngày. Vào ngày thứ tư, họ đã trở lại sân tập và chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp. Nhưng trên hết, họ sẽ cố gắng làm tất cả để Joe Matip có thể vào sân. Trước trận gặp Aston Villa, Klopp đã chia sẻ rằng ông không rõ liệu Joe Matip có thể hồi phục chấn thương không trước trận derby nước Anh hay không. Thực sự, vị trí trung vệ chính là chìa khóa và là thứ gây ảnh hưởng lên lối chơi toàn đội khi nhìn vào đội hình 11 người mà Klopp đưa ra trong trận gặp Southampton. Chúng ta có thể thấy việc Jordan Henderson dồn về bên cạnh Fabinho ở vị trí trung vệ, từ đó dẫn đến việc Liverpool thiếu đi hai cầu thủ có thể gây rất nhiều ảnh hưởng đến hàng tiền vệ. Nếu Joe Matip có thể thi đấu, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn cho The Club rất nhiều, vì khi đó Fabinho có thể đá cặp với một cầu thủ ăn ý với anh, còn Trent Alexander-Arnold sẽ tiếp tục đồng hành với Aaron Robertson, án ngữ hai hàng lan cánh. Điều này giúp Henderson thi đấu ở vị trí tiền vệ trụ sở trường. Bên cạnh đó, Liverpool sẽ có được sự phục vụ của Wijnaldum và Thiago Alcantara, người vừa trở lại sau một thời gian dài gặp chấn thương. Câu hỏi được đặt ra đó là nếu Joe Matip không thể thi đấu, liệu Klopp có lại sử dụng Henderson ở vị trí trung vệ hay không, hay ông sẽ sử dụng một cầu thủ trẻ? Trong trường hợp áp dụng phương án cầu thủ trẻ, có thể Nat Phillips và Reece Williams sẽ được trọng dụng với những màn trình diễn khá ổn của họ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, khi xét tới Man United, một đối thủ đang có những sự tiến bộ ở hàng công trong thời gian gần đây, chắc chắn hai cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm khó có thể chống đỡ nỗ sức tấn công của các cầu thủ bên phía Ole Gunnar Solskjaer. Với việc Diogo Jota ngồi ngoài, có thể Naby Keita sẽ được đưa vào vị trí tiền vệ công, vị trí sở trường của cầu thủ người Guinea. Tuy nhiên, vấn đề chủ chốt ở đây đó chính là Joe Matip, vì đây chính là vị trí quyết định sự cân bằng của Liverpool ở các tuyến. James Cooper, vị trí trung vệ và vấn đề của Paul Pogba, hai vấn đề sâu xa cần phải giải quyết. Khi Anthony Martial bị rút khỏi sân ở trận gặp Burnley, có vẻ như Solskjaer đã thấy được chút gì đó không ổn. Có cảm giác như huấn luyện viên người Na Uy đã tự nhủ: chúng ta cần cậu ấy ra sân ở trận gặp Liverpool. Một vấn đề khác mà Solskjaer cần phải quan tâm lúc này đó là vị trí trung vệ. Cụ thể, đó là việc Lindelof có đủ sức khỏe để thi đấu sau khi gặp phải chấn thương lưng hay không. Phong độ của Eric Bailly thời gian gần đây đã cho thấy nhiều tiến bộ. Dù người hâm mộ Man United sẽ nói với bạn rằng ở các trận đấu lớn, đặc biệt là trong trận gặp PSG ở Champions League, Eric Bailly cho thấy sự thiếu tự tin. Tuy nhiên, ở các trận đấu gần đây, trung vệ người bờ biển Nga đã phần nào rũ bỏ được hình ảnh này. Tuy nhiên, Kamenusen vẫn không thể tự tin khi nhìn thấy anh và Harry Maguire thi đấu trong đội hình, nhất là ở một trận đấu mang tính sống còn. Dù vậy, Eric Bailly vẫn cho thấy rằng anh có tốc độ tốt hơn Lindelof. Tôi nghĩ anh ấy sẽ dâng cao ở hàng tiền vệ nhằm hỗ trợ Scott McTominay và Fred, điều anh luôn làm trong các trận cầu gần đây. Trước trường hợp thi đấu với đội hình kế trên với 3 cầu thủ tấn công, chắc chắn Martial sẽ là cầu thủ ở trung tâm, còn Rashford sẽ được xếp sang cánh phải, dù đây không phải là vị trí sở trường của anh. Trong khi đó, Bruno Fernandes sẽ được xếp ở giữa tuyến tiền vệ của Man United với Pogba ở phía trái. Tôi không nghĩ ông ấy sẽ đưa Cavani vào sân để đá cặp với Rashford hay Martial, một phần vì ông ấy muốn Pogba thi đấu, nhất là khi những manager cho rằng Pogba thi đấu tốt nhất ở vị trí cánh trái. Có lẽ đây là điều mà ông ấy nhắm tới, dù là với Pogba hay Cavani thi đấu ở vị trí trung tâm, còn Martial hoặc Greenwood ở phía cánh trái. Tuy nhiên, có thể trông chờ việc Ole Gunnar Solskjaer đưa ra một đội hình hợp lý cho trận thứ hùng này, nhất là khi xét đến tài xoay tua của huấn luyện viên người Na Uy mùa này. Qua những nhận định kể trên, có thể thấy Manchester United dường như là đội sắm vai cửa trên trong cuộc thứ hùng đầy quan trọng này. Tuy nhiên, bóng đá là một trò chơi khó đoán, vì vậy phải chờ đến khi bóng lăn chúng ta mới có thể quyết định giữa Manchester United và Liverpool ai mới là người có được 3 điểm sau cùng.